Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, Anh rời khỏi EU thì hàng hóa Việt Nam sang Anh sẽ có nhiều trở ngại. Theo đó, xuất khẩu sang Anh chắc chắn sẽ chịu tác động tiêu cực ít nhất trong ngắn hạn khi đồng bảng Anh giảm giá. Tác động có thể sẽ lớn hơn nếu Brexit làm cho nền kinh tế của Anh rơi vào suy thoái và bất ổn. Nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc, giày dép, nội thất và nông sản phụ thuộc nhiều vào thị trường Anh sẽ chịu tác động lớn. Mặt khác, nếu như trước đây hàng hóa Việt Nam xuất khẩu tới cửa khẩu Hà Lan, Đức, Bỉ sẽ cập bến thị trường Anh, thì tới đây dù vẫn đi theo con đường này, nhưng tới biên giới Anh lại có thêm một hàng rào nữa, tức là phải làm lại tất cả các thủ tục như thông quan, kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, thậm chí còn cả hàng rào kỹ thuật. Không những vậy, khi Anh đã dựng hàng rào kỹ thuật với EU thì chắc chắn sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam. Theo đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, việc nước Anh rời bỏ EU sẽ có những tác động không mấy tích cực đối với mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Séc, và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Séc. Hàng năm, Séc xuất khẩu sang Anh khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu chưa đến 1/3 so với lượng xuất khẩu. Do đó, khi Brexit xảy ra, GDP của Séc sẽ giảm khoảng 0,4%, tương đương là 450 triệu euro. Điều này tác động tiêu cực đến những đơn hàng thương mại xuất khẩu từ Séc sang Anh, trong đó có những mặt hàng được sản xuất và gia công từ Việt Nam. Theo dự báo, Brexit sẽ làm thay đổi mối quan hệ kinh tế thương mại trong nội tại cộng đồng EU cũng như của Cộng hòa Séc với nước Anh. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Séc, việc làm ăn trong thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn, nay có thể sẽ lại đối diện với nhiều thách thức lớn hơn.